Mình sẽ làm cái video về khoai lang xào tỏi nhé. Có một bạn ấy, bạn mà mình làm cái món này. Và hôm nay mình mua được ít khoai lang ạ. Khoai lang mình đã, đây là khoai lang để ăn lá. Rau khoai lang ấy, không phải khoai lang để nấu cho heo ăn đâu ạ. Cái loại này là loại dùng ăn được, cái loại kia cũng được, nhưng loại này ăn nó sẽ ngon hơn ạ. Và mình đã rửa sạch với nước muối loãng, nhặt đi và rửa sạch với nước muối loãng và băm vài tép tỏi như này. Bây giờ mình sẽ phi một nửa số tỏi này để xào khoai lang, nửa còn lại khi gần chín mình sẽ cho vào xào nhé. Các bạn trước khi xào thì các bạn có thể trần cái rau khoai lang này đi, nhưng nếu mà xào ít như này thì không cần phải trần, còn nếu xào nhiều thì các bạn trần đi và ngâm vào nước lạnh và để thật ráo nước thì khoai của chúng ta nó sẽ vẫn xanh rau và nó sẽ ngon hơn. Còn nếu xào ít như mình thì cứ xào nửa to và không cần phải trần cũng được nhé. Nếu mà các bạn nấu ăn trong gia đình mà mới một hai mớ rau khoai lang nhỏ như này thì không cần phải xào trần khoai lang. Còn nếu nấu các mâm cỗ hay nấu các khách ấy, mà nấu nhiều ấy, thì các bạn phải trần với nước nóng, sau đó các bạn ngâm ra qua nước lạnh để cho nó thật nguội và để thật sáo nước, sau đó các bạn xào nhé. Như xào rau muống ấy, mình phải trần qua ấy. Mình chỉ trần với nước nóng thôi, kia nghĩa là khi mà nước nóng thì mình cho khoai nước sôi đấy, thì nước sôi lên thì mình cho rau vào, mình trần khoảng 1 phút với nước sủi thôi, sau đó vớt ngay ra cái bát nước lạnh. Đây là mỡ heo này, mình cho hai thìa đầy vào mỡ heo vào, bạn cho lửa số tỏi vào nhé để phi thơm. To lên để xào nhé, để cho rau chúng ta nó có tự vàng rau và cho cái chảo nó to một chút thì xào sẽ nhanh và không bị vàng rau nhé. Mình thì mình thích ăn lá nên mình để lá hơi nhiều, còn bạn nào không thích ăn lá thì các bạn có thể ngắt bớt lá đi ấy, chỉ để lại một ít lá thôi ấy. Đây không phải ở miền Bắc mình, mùa này không phải mùa khoai lang ấy, cho nên không mua không được nhiều lắm, một mớ này mà được có một chút xíu thôi. Bây giờ cho luôn gia vị vào trong này nhé, cho muối, cho hạt lêm, chỉ cần hạt lêm và muối thôi, không cần cho gì đâu. Cho mắm vào thì sợ nó này làm cho rau của chúng ta ra nước, thả nhanh tay lên. Bây giờ sắp được rồi thì mình cho một cái hành cái tỏi. Tỏi của chúng ta nó màu nó đẹp và nó thơm hơn, thì mình không phi hết tỏi mà mình sẽ để lại tỏi một nửa, phi một nửa, để một nửa, để xào lên là được. Nhanh tay lên để tắt bếp là xong rồi ạ. Món khoai lang xào rất là nhanh ạ, mà rau cũng giữ được cái độ xanh ấy, nên các bạn xào nhanh tay với lửa to như này nhé. Rồi mình tắt bếp là xong rồi ạ. Khi xào xong rồi ấy, bây giờ mình cho ra đĩa là mình xong rồi ạ. Đã có món rau khoai lang xào tỏi. Không, có bạn bảo mình làm món này, thực ra mình cũng làm lâu rồi, bây giờ có bạn bảo mình làm thì mình lại làm lại món này ấy. Nhiều người bảo là trong nhà người ta cũng hay nấu lắm, vì cái rau khoai lang này ấy, cái rau ăn khoai lang ăn lá này ấy, ngọn này ấy, nó là một cái loại rau ngon, thậm chí ăn còn ngon hơn cả rau muống xào ấy ạ. Các quán ăn nhà hàng bây giờ họ cũng hay làm món này lắm ạ. Các bạn nhìn thấy rất là xanh và ngon khi chúng ta xào với lửa lớn á. Và bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé, và mình đi thưởng thức đấy ạ. Rau sẽ giòn, ngon và đặc biệt là rất là thơm ạ. Hôm nay mình sẽ làm cái video về rau cải ngọt xào với tỏi các bạn nhé.
Để làm món rau cải ngọt xào tỏi này, các bạn phi thơm tỏi cho mình. Cải ngọt thì các bạn mua về, các bạn rửa thật sạch, nhặt rau và rửa thật sạch để ráo nước như này. Các bạn để rau nó dài thì xào ăn sẽ ngon hơn. Nếu mà các bạn xào cùng thịt bò thì các bạn xào thịt bò, sau đó các bạn gần chín sau các bạn cho rau cải và các bạn xào. Còn xào với tỏi không này thì các bạn phi tỏi thơm lên, đập dập vào tỏi, phi tỏi thơm lên, sau đó mình sẽ cho rau quả xào luôn. Các bạn cho luôn muối vào để cho rau cải chúng ta nó xanh hơn ấy. Rải một ít muối đều đều một chút thôi ạ. Sau tí nữa mình cần cho hạt lên nữa để cho rau nó xanh hơn, thì các bạn cho muối vào sớm hơn một chút. Cho lửa thật to, xào rau thì phải lửa thật to các bạn thì nó mới không bị vàng rau. Tiếp đến mình cho thêm một thìa hạt nêm, đó là vừa rồi. Thìa cà phê ạ. Rải đều ạ. Hôm nay mình là nấu bữa cơm gia đình, mình làm cái món này ăn cùng với cơm trắng rất là dễ ăn mà lại ngon ấy. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa luôn các bạn ạ. Chỉ cần một ít muối và một ít hạt lêm là món rau này đã ngon như này rồi đấy ạ. Nhìn rất là xanh và ngon đúng không ạ? Mà óng. Cải hôm nay nó không được mập cho lắm nên nhìn nó hơi nèo tèo. Như cải này mới là cải ta nhà mình ạ. Mà trồng. Đây là mình đã xong món rau cải xào tỏi cho bữa cơm gia đình, rất là đơn giản nhưng ăn sẽ ăn với cơm trắng rất là hợp ạ. Rau vừa phặn và thơm ạ, mùi tỏi, rau rất là ngọt ạ. Hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay mình sẽ làm cái video về rau cải ngọt xào với tỏi các bạn nhé. Để làm món rau cải ngọt xào tỏi này, các bạn phi thơm tỏi cho mình. Cải ngọt thì các bạn mua về, các bạn rửa thật sạch, nhặt rau và rửa thật sạch để ráo nước như này. Các bạn để rau nó dài thì xào ăn sẽ ngon hơn. Nếu mà các bạn xào cùng thịt bò thì các bạn xào thịt bò, sau đó các bạn gần chín sau các bạn cho rau cải và các bạn xào. Còn xào với tỏi không này thì các bạn phi tỏi thơm lên, đập dập vào tỏi, phi tỏi thơm lên, sau đó mình sẽ cho rau quả xào luôn. Các bạn cho luôn muối vào để cho rau cải chúng ta nó xanh hơn ấy. Rải một ít muối đều đều một chút thôi ạ. Sau tí nữa mình cần cho hạt lên nữa để cho rau nó xanh hơn, thì các bạn cho muối vào sớm hơn một chút. Cho lửa thật to, xào rau thì phải lửa thật to các bạn thì nó mới không bị vàng rau. Tiếp đến mình cho thêm một thìa hạt lêm, đó là vừa rồi. Thìa cà phê ạ. Rải đều ạ. Hôm nay mình là nấu bữa cơm gia đình, mình làm cái món này ăn cùng với cơm trắng rất là dễ ăn mà lại ngon ấy.